đó đó thì Vinh lên Vinh ngồi mà chống gió một cái nha, giật giật cái chạy vậy nè. Thì mình nghĩ sao mà ngộ, có cái con rắn ở đâu nó dậy sọc mà nó lại nó nằm ở trên trong cái mồm của Vinh, trong cái chiếu. Mà có khi nó đi ít bữa rồi nó quay về, mà cái cốc của mình thôi lôi nằm ở trên cao vậy mà không biết sao mà leo lên đi lên dẫn nó nằm vậy. Rồi lúc đó có để tâm nó đi vô ở trong đó nó tu nó, trong ban trị sự thì Huynh mới dắt nó ra cho coi. Thì giờ lên cái mình nó cũng làm thinh vậy đó, mà cái đại đó nó sợ nó kêu đừng đừng Huynh tấn nó làm thinh à nó. Thì nó cũng là bên Long Thằng Hộ Pháp. Sau này Huynh có nhiều con nó ghê, nó dữ lắm. Hổm dài mà họ lợi họ cũng cho mình biết trước, họ đi họ cũng cho mình hay, chứ không phải họ đi tới họ không cho hay. Ngộ nhập rồi á thì mình phải cho nhập, tức là ngộ nhập cái pháp để mà nó giải thoát rồi phải cho nhập. Thì lúc đó tôi khuyên để hiểu, tôi khuyên cũng mấy lần đừng có đi lo công phu đi, thì đại không nghe, để đi đi chết. Rồi những vị đó chết rồi mình tu tiếp tục hay sao? Thì cũng tu tiếp tục. Giống như chuyến rồi đó là tôi có trao đổi quá. Dạ để hỏi đó, về cái người cha đó đi như vậy thì có còn ở chỗ nào tu không. Thật ra là những người đó họ gom về trong cái cõi nhân hiền, họ vui lắm. Thì giờ cái chuyến không biết làm sao người ta dắt tôi đi qua bên bì trên cái núi ông đó, đó người ta dắt đi. Cái hạnh tốt lắm. Cái hạnh quá tốt mà có lực công phu lắm, chịu khổ nhọc lắm, ít ăn gì lắm, tối ngày không ăn cơm được cũng bình thường. Tại công phu nhiều, mình công phu nhiều nó nuôi thể chất nhiều. Thì cũng như tôi đã, trong cái thân thể của tôi đó, người nào đến cái giờ phút này uống thuốc vào cũng không được, vô nước biển cũng không được. Chứ rồi tôi vào cái là công phu mà tôi nói như mọi người thấy Đức Phật còn bộ xương không, nói Đức Phật ép xác đó. Thì thật ra không phải ép xác, khi mà tôi đã rời khỏi cái chỗ đó rồi tôi trở về ngoài này nè, thì người ta gặp tôi người ta nói chàng ơi tu gì ép xác quá rồi bệnh rồi thôi. Lúc đó tại vì tôi bị bao vây quá, thiên ma quá bao vây rồi, tôi biết là nó muốn đột nhập vào ai cũng được hết, thành ra nó quấy nhiễu mình. Lúc đó người ta nói tôi bị tà, tôi nói tôi bị tà. Lúc đó người ta nói tôi sai pháp, tôi nói tôi cũng sai pháp, không có nên nói lại là tôi không sai pháp, nói lại là bị. Không nên nói. Rồi mình nói tôi là cái bậc tu đúng đường thánh nhân cũng không nên nói, nói là bị. Nói là bị, lúc đó là mình bị bao vây lắm, thành ra không nên nói mà phải chịu hết, phải chịu đựng. Thì tên lúc này bắn thẳng mà, thành ra tôi đi dài vào cái cổ bảy chủ đất nè, cổ thấy gì cổ tốt lắm, cổ mấy kêu tôi bây giờ đi ra ngoài vô nước biển thì kêu người ta vô, thì tôi cũng đi mà vô nước biển thôi cao cấp không đó. Thì đi mà họ mắc phàm rồi họ nhìn thấy vậy chứ họ không có thấy, thật ra không có vô tôi miếng nào hết trơn, cũng ghim vô chảy vô hết vậy đó, hết ngày đây đến ngày kia mà mình cũng chẹo luôn,
không có nói, tại giờ nói không được, họ đâu có thấy đâu, không vô mình được. À, họ lấy gì hết trơn à, lúc đó thuốc cái gì cũng không vô, thậm chí đồ ăn này họ lấy gì hết luôn, không cho vô cái gì chứ, ngộ vậy đó. Mà mình mạnh dữ lắm nha, thức ngày thức đêm thức quanh năm suốt tháng luôn, mạnh dữ lắm, kỳ cục vậy đó, mạnh mà tinh thần nó sáng, nó phơi phới lắm, mà người ta thấy mình ốm nhom còn xương không xanh sao vậy nè. Mà giờ người ta mới nói tôi bệnh, lúc đó họp với nhau nè, có sư với mấy ông kia nữa, ông nói ông có bệnh không, tôi nói tôi mạnh hơn gấp bao nhiêu lần của mọi người trong thời buổi này, và thậm chí bây giờ quên nói thiệt, nếu mà có cái máy mà nó lại đi nó đo về cái ánh sáng của thân đó thì nó bắt có cái máy đó thì đo cái thân mình thấy, và thậm chí không biết trái tim mình nó còn nhảy không, đến giai đoạn này trái tim cũng nổ luôn, nổ luôn, nổ mấy lần à. Nổ nổ như núi nổ vậy đó, nổ là trời đất đều rung rinh đó, chứ không phải chơi đâu. Thành ra ông ba ông nói là ba tiếng sấm nổ. Tôi mới hỏi thử cái vị kia bên nhà thiền đó, ông có nghe nhà thiền nó ba tiếng sấm nổ không? Ông nói tôi không có nghe, mà tôi nghe bên Phật giáo Phụ Sơn Kỳ Hương nói. Thì tôi hỏi ba tiếng sấm nổ là sao? Thật ra ba tiếng sấm nổ sau này là nhiều người nói là thay đời. Thật ra nó vi diệu lắm, lúc này Quynh mới biết. Để cho con người sau này còn tu còn sống ở thời buổi này, họ sẽ nhập vào cái thức, họ nhập trở lại với chính mình, họ mê man bất tỉnh đó, để họ nhập, họ không còn nghĩ du dơ cái chuyện đời, để họ trở lại chính mình, nhập vào cái bản cái tâm của mình, gọi là nhập vào thánh, để lúc đó họ có cái phước báo để mà sống lại. Còn những người cũng tiếng nổ này thì cũng là tiếng nổ hủy diệt những người ác, nó có hai cái. Thành ra trái tim mình bây giờ cũng nổ, mà tôi kể sau này nhà thiền chưa có đến đây gì hết trơn, mà họ cho là họ ngộ kiến tánh gì không, chưa đến đâu hết trơn, còn nhiều lắm, tôi còn nhiều lắm nổ. Rồi cái viên giác ở trên đầu lần sau nữa, cái viên giác này đặc biệt nữa, nó tâm khác, nó khác nữa, nó cũng là một vị Phật vô cùng lớn nữa. Giờ cái bảo tháp của Đức Đa Bảo phải hiện ra nữa, cũng ở trong thân mình. Cái tháp này là các vị Bồ Tát phải đi làm bằng bao nhiêu, giống như mình cắt căn nhà á, phải làm phòng đồ này kia, đèn máy lạnh rồi đầy đủ hết vậy đó, ấy vậy đó, mà ngày đêm vui lắm. Quynh có khi ban đêm Quynh vừa chợt mắt, Quynh công phu Quynh không có dân mùng, mà Quynh nằm võng cũng suốt vậy đó, gần hầu bước xuống công phu sáng đêm vậy đó. Thì có khi chợp mắt ngủ rồi thức dậy, giật mình thức dậy, chạy ở người ta quá đông vui mà mình ngủ cái gì, cứ vậy hoài hết sức. Còn bậc thánh với Bồ Tát không, còn ông chủ của mình lúc nào cũng hiện hữu, hiện hữu xung quanh mình, bắt đầu sắp xếp cái thân mình, nét bàn cũng sắp luôn, chứ không phải là tu rồi đến đây thanh tịnh rồi nét bàn tự có, sắp xếp nét bàn từng phần. Thí dụ như đợi đắc thành tiên thì cũng sắp cho đợi cái nét bàn của tiên, đắc A La Hán thì sắp nét bàn của A La Hán, sắp bao nhiêu cũng như giống như bây giờ nhà của đệ nó lớn, bể lớn thì sắp bao nhiêu cái bóng đèn, còn nhà đệ lớn hơn nhiều hơn nữa thì thêm bóng đèn, mà bóng đèn lớn hơn nữa chứ không phải bóng đèn đó. Thành ra chỗ này Đức Phật trong kinh có gì hỏi nét bàn có lập không, cảnh giới nào cũng có lập hết. Giờ cho trước khi làm cái gì cũng cho biết trước hết, chứ không phải là làm cũng như người người thế gian mình còn cho biết trước đây, mà làm cái gì cũng cho biết trước ngày tháng gì đó, là tôi có làm cái đó, tôi đến tôi giao kẹo đó. Thì cái cảnh giới nào cũng cho ông biết trước là ông sẽ tới ít bữa nữa ông tới cảnh giới đó, đó ông phải đối diện đó. Nét bàn này cũng cho ông biết trước luôn, là ông nữa ông xong hoàn thành rồi ông hưởng cái nét bàn này đó, là bé lớn, là lúc đó đó là Phật lên một cái của nó, chàng ơi cái sức phạm của tôi làm sao mà đựng nổi cái nét bàn này, là tôi không biết bao nhiêu tiền kiếp luôn, tôi nghĩ mới đựng cái nét bàn này quá khứ khủng khiếp à. Không phải là mình đạt công phu quá nhiều và đạt hai cái niềm vui đó, nó không bằng tí xíu nào cái đó chứ, không có so sánh được tí xíu nữa. Thành ra hy hữu, tôi kể đến đâu rồi tôi cũng nhập vào cái thâm tâm, tôi mong cho hết mọi người sẽ
sẽ gắng tu để sau này đạt được cái chỗ đó, nó nhập nha. Tôi cầu nguyện cho họ sẽ đạt được. Cái nếu mình mà đạt được thì cảnh giới đó cái thân mình có bỏ không thưa quý? Cái thân mình phải bỏ chứ. Chưa gì chân là bắt đầu là lọc bỏ thân đời hết rồi. Để thấy gì chứ, thật ra là lọc hết rồi, đưa lên hết rồi. Không còn con gì trùng, con gì trống chứ. Lấy hết lúc lúc mà chạ đạt trạng thái đầu tiên với cặp mắt của đời nè. Là mở ra, xé ra là nó mát, mát, mát cặp mắt. Để thấy những con vi phẩm nhỏ xíu nó đầy ở trong, tự trong ra ngoài luôn. Nhận ra để có khi để ngứa ngáy rồi tùm lum mà họ không thấy con gì chân đó. Ừ. Nó có mắt, mũi đàng hoàng hết chứ. Nó dài dài vậy nè. Nó thu chùm chùm. Có khi những làn khói, mà mỗi một làn khói nhỏ của nó là một con. Làn khói đen. Mà đến khi mà nó qua rồi nó quay, nó hút lên. Nó hút lên mạnh dữ lắm. Một cái dục đó là tới trên. Hút tự với chị chứ một cái dục là tới trên. Này. Hút mạnh dữ lắm. Thành ra để thấy người ta thấy cái cổ mình giật giật như nè. Ta nói. Ủa sao cổ giật hoài Huynh cũng không trả lời. Đến bây giờ Huynh cũng không trả lời. Ngày nay Huynh mới nói trên mạng như thế. Ừ. Là đưa lên hết, đưa từng phần. Mỗi thằng đưa qua một phần là bắt đầu trả vào cái ánh sáng tự do. Cái làn khối đen nó đi qua là cái ánh sáng. Nó hiện ra. Cho đến là các ánh sáng từ trong ra ngoài. Đến thân mình là bao trùm là cái bóng tối của vô minh. Lớn lắm. Thành ra Ngài Phổ Hiền Ngài nói. Trong cái kinh Diệu Pháp Liên Quan Ngài nói ai mà niệm thâm nhập vào cái pháp này, Ngài ở đâu, bất cứ ở thế giới xa nào Ngài cũng phải đến để mà lấy cái tay sờ so đầu của người đó, kêu hãy cố gắng tinh tấn tu hành, đừng có sợ sẽ có Ngài hộ. Nhưng mà người này Ngài nói vì vô minh quá khứ dày cho nên không thấy Ngài. Đó là cái lớp vô minh ở bên ngoài đó, dày lắm, mọi người đều có lớp vô minh. Còn những cái thật quan trọng Huynh nói ra nhiều người còn té ngửa lắm mà Huynh không dám nói. Đến thế nào mà thời cơ Huynh gần hoàn thành chín mùi á, chắc Huynh mới nói. Để nói ra nhiều khi người ta không biết, người ta đưa quà cho mình chứ. Đến giai đoạn nhiều người cũng chưa thấy, chưa biết Đức Phật là cái con gắn mà bảy đầu đó, nó che Ngài. Là ai nữa? Họ chỉ nói là Long Vương thôi. Thật ra đó là chỉ là cái con rắn đó là cái bản thể của Ngài thôi. Lúc đó nó cũng hiện ra hết. Nó theo Ngài. Xuyên suốt từ hồi lũy kiếp nào đến bây giờ ai cũng có hết. Đến lúc nó cũng phải hiện ra hết. Nhiều con. Sức mạnh của nó dữ lắm. Sức mạnh nó vô biên. Bao gồm hết cả mười phương. Nó là cũng là bản thể của mình. Tới giờ rồi nó phải quay lại. Giờ nó hiện thành ra hết. Bởi vì lúc mà nó chưa đến đó thì Huynh có đi vô trong Vĩnh Đều. Huynh hành cái cốc của cái Huynh này. Hồi đó ảnh tu ở núi Tà Lơn. Mà Huynh này ảnh tu, ảnh cũng là một cái kỹ sư đó. Mà ảnh bỏ ảnh đi tu. Mà ảnh tu khổ hạnh dữ lắm. Mà công phu dữ. Thì ảnh mới giờ ảnh cắt cái cốc ở trong. Mà ảnh cắt cái cốc cũng lạ nữa. Ở giữa đồng mà dùng cái gian nó gió hàng gì gần biển nữa. Ở trong Vĩnh Đều á. Mà các cái cốc giữa đồng cao đâu 3 mét ở chảnh. Như cái lồng chim vậy. Mà cao thì cái cốc bự nữa gì. Cái cốc nhỏ xíu à. Bị ngang đâu hơn 2 mét. Còn bị dài đâu cũng mấy mét. Rồi lúc ảnh ở thì dây chặn đâu nó còn, khi ảnh đi rồi tới Huynh vô thì dây chặn một đứt hết trơn à. Thì Huynh nghĩ nhập vào thâm tâm, trước sau cũng chết. Thường thường thì có khi ma ba tầng rồi nó kéo đến vậy đó, Huynh nói trước sau cũng chết. Không có sợ, trước sau cũng chết à, không lại tôi cũng chết, mất công quá. Tôi nói vậy, không, mấy ông không lại tôi cũng chết. Thôi trước sau cũng chết, mấy ông cứ tự tại đi làm gì đó làm. Ừ. Huynh lên Huynh ngồi mà chống gió một cái nha, giật giật cái chạy vậy nè. Thì mình nghĩ sao mà ngộ, có cái con rắn ở đâu nó dậy sọc à. Mà nó lại nó nằm ở trên trong cái mùng của Huynh, trong cái chiếu. Mà có khi nó đi ít bữa rồi nó quay về mà cái cốc của mình thôi lôi nằm ở trên cao vậy. Mà không biết sao mà leo lên, đi lên dẫn nó nằm dẫn.
Rồi lúc đó có để tâm nó đi vô ở trong đó nó tu, nó trong ban trị sự thì huynh mới dắt nó ra cho coi. Thì giờ lên cái mình nó cũng làm thinh vậy đó, mà cái đại đó nó sợ nó kêu đừng đừng huynh tấn nó làm thinh à nó. Thì nó cũng là bên Long Thằng Hộ Pháp. Sau này huynh có nhiều con nó ghê, nó dữ lắm, không dài mà họ lợi họ cũng cho mình biết trước, họ đi họ cũng cho mình hay, chứ không phải họ đi tới họ không cho hay. Thì có khi họ ở suốt một thời gian vậy đó, thì bắt đầu họ đi, thì cái con đó thì lúc nó còn ở mà huynh thì đi, huynh đi trước nó. Nó chưa đi huynh đi, thì lúc đó huynh cứ di chuyển hoài vậy đó, chứ không ở chỗ nào một chỗ hết. Thì mấy bữa hổm ở đây nè cũng cố gắng nó lợi, mà nó nằm cũng ngộ thiệt, tự nhiên cái cây cột như nè mà nằm ở trên nè, đi xuống lần 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 xuống quấn 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 như nè, mà dài dữ lắm, mà lạ hồi đó giờ huynh chưa thấy luôn. Lúc đầu huynh dòm huynh nói ủa cái con gắn lục xanh á, chắc huynh nói nó. Thì hồi bữa đó cái mấy con ảnh hương rồi vô, rồi sau cái con gắn hổ chuối đó nó bò vô nữa rất sáng. Thì huynh ở ngoài sau này huynh bước vô huynh gặp hai con kia nó vô nó cắn con ảnh hương, nó ăn con gắn lục chuối hổ chuối đó, chỗ nào có ảnh hương với cốc là tự nhiên nó bò vô ngay chóc vậy đó, núp ở đâu không biết, nó cũng biết hết, ngộ vậy đó. Nó có 6 cái giác quan. 6 cái giác quan này là hồi đó sống thần đó, sống thần thế giới. Thì khi mà sống thần vừa qua thì người ta coi ra thì con người chết, mà con vật không có chết con nào hết, thì nó mới lạ, bắt đầu nó mới đặt máy theo dõi các con vật. Thì lúc đó huynh có coi là cái con rắn hổ đen nó nằm ở trong cái kẹt đá như này, mà nó biết cái con chuột đây là đẳng nằm bao xa, con chuột nó núp ở đâu nữa. Thì trên cái đài mấy nhà khoa học mấy ấy cái điện tử đó cho biết là cái lỗ mũi của nó đó, nó có một cái giác quan từ trường là nó đi ngay là cái con chuột đó, cái từ trường đi ngay là đẳng nó biết cái con chuột này nằm ở đó, và nó chẳng những biết thôi mà nó còn biết con chuột này chút xíu nữa phải đi ngang cái đường này nè, thì nó khỏi cần là đẳng bắt con chuột. Thì con chuột nó đi ngang đó thì bắt đầu là nó mổ con chuột, con cái nó không thèm quắn con chuột ăn nữa, nó mổ rồi nó biết con chuột bò tới đâu chết nữa. Thì nó mổ con chuột rồi bắt đầu con chuột bò tới đó bắt đầu chết, thì bắt đầu nó bò lại nó ăn. Thì có một cái con chim đó nó chuyên ăn thịt rắn á, nó mới đậu trên tảng đá, nó biết cái con chuột này nữa là có con rắn nó mổ. Chút xíu con rắn bò lại đây ăn, nó biết trước gì nữa luôn á, thành ra nó đậu ở trên á, nó dòm xuống nó đợi. Thì con rắn này nó bò vừa tới đặng nó ăn con chuột, thì con chim nó đáp xuống nó mổ con rắn ăn. Thì cái con rắn mà nó vô ở đây lâu cũng suốt mấy tháng đó, thì nó mới bò xuống nó cắn cái con rắn hổ chuối này nè, cũng như con ảnh hương rồi ta vô nhà, người ta cũng ở đây, người ta núp, người ta tu. Mà con kia nó cứ theo nó kiếm ta ăn thịt, thì nó xuống nó cắn cái con rắn này, nó cắn máu không luôn á chồng. Huynh chạy dắt ông hai đường với ông hai vô cho coi, cho thấy cho biết. Một con rắn kia ghê lắm, nó dài sọc mà mình mẩy của nó chưa từng thấy, nó cái sọc á. Thì bắt đầu là nó cắn rồi thì bắt đầu là thôi huynh vô, huynh mới lấy huynh cây huynh can, thì con kia nó dãy không mà nó bỏ nó chạy được. Thì lúc bây giờ đó huynh mới lấy cái cây huynh đụng mình, nó không có chạy, nó giằng hạch à, không biết gắn gì nữa, không biết luôn. Thì huynh mới nói là con rắn này tôi chưa từng thấy, tôi ở gần núi tôi tu tôi thấy nhiều loại lắm mà chưa từng thấy cái loại này. Thì nó cũng ban đêm là bắt đầu nó không biết nó làm cái gì mà con chó này nó đi theo, phải gặp là con chó đi theo nó canh hoài vậy đó, mà nó làm ghê lắm rắn đó. Coi như là mấy vị này cũng bên Long Thần mà mấy vị đứng đầu đó, là hộ. Có nhiều khi mấy vị cũng xuất hiện, có mấy huynh đệ là đây ngủ nè mà không làm, một cái đùng một cái
biết, mà mấy ông làm nhiều khi mấy ông cho mình thấy nữa, mà mấy huynh đệ thật coi như nó không thấy nha. Thì nó hỏi cái gì gì huynh Tấn, thì huynh nói thì mấy nhánh cây nó vớt chứ gì đâu, mình nói cho mấy huynh đệ nó đừng có sợ vậy. Thì cõi, cái cõi vô vi người ta, người ta lúc nào người ta cũng bên cạnh cái người tu để người ta hộ, và cái người không tu người ta cũng ở bên cạnh nữa, chứ không phải người ta không có, mà bên cạnh cái người không tu đặng người ta hại, mà chính mình thì không có thấy. Nhưng mà nếu mình có cái trí tuệ mình nhận được, có trí tuệ là mình sẽ nhận được hết.